thì hiện tại mình đang tham gia một cái cuộc thi ở trường của mình và hiện tại là đang vòng chung kết rồi, vòng cuối cùng rồi. Thế nên là mình cần sự giúp đỡ của các bạn. Thì các bạn có thể là vào đây bình chọn cho mình bằng cách là ấn like cũng như là chia sẻ bao nhiêu lần cũng được. Đấy, các bạn vào theo cái đường link đó là bit.ly.com/vn-nsa07. Đấy, bit.ly.com/nsa07. Hoặc là các bạn có thể là click vào phía link phần phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment mình để phía dưới. Đó, sau đó các bạn vào. Đấy, các bạn click vào sau kéo xuống dưới này, các bạn thấy thấy ảnh của mình ở đây thì các bạn ấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhá, giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Hi, xin chào cả bạn, quay trở lại với channel của mình và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game mini world và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game. Nhiệm vụ của mình đó là đi đào sắt vụn các bạn. Đấy, đi đào những cái sắt vụn này để chế tạo những cái gọi là chảo VIP nhất ở trong đây. Đấy, chúng ta sẽ phải chế tạo đây. Mình sẽ gọi là đổi sắt vụn lấy tiền xu. Thì chúng ta sẽ nâng cấp lên cái cúp đá là cần 2 tiền xu phải không? Đó, chúng ta sẽ phải đào đâu đó khoảng khá là nhiều khá là nhiều sắt vụn đấy các bạn ạ. 14 sắt vụn là chúng ta mới nâng cấp được cái chảo cái cúp tiếp theo bạn. Đó, cho nên là mình sẽ tích cực làm. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp lên cái cúp đá. Đó, cái cúp đá. Ui, cúp đá có kỹ năng luôn rồi. Khá là xịn sò phải không? Ôi ôi, nhưng mà nhiệm vụ mình là nâng cấp cái chảo xịn cơ chứ không phải là cái cúp các bạn. Thế nên là mình chắc là chỉ nâng lên cái cúp nào nó ok la một xíu thôi là mình sẽ đổi sang cái chảo. Ok nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ được 34 rồi. 34 là 4 cái tiền xu rồi. Đấy, chúng ta lên được cúp sắt rồi các bạn ơi. Ôi ôi, cúp sắt. Đội nào mà giành được 40 điểm trước là đội đó chiến thắng các bạn. Thế nên là mình phải nhanh chân nhanh tay lên. Đấy, trời ơi, chưa gì đã sợ líu hết cả lưỡi ở này. Hỏng. Này nào hết rồi. Đấy, đây mình sẽ nào được bao nhiêu sắt vụn rồi. 37 sắt vụn rồi. Chúng ta sẽ đổi 5 tiền xu này. Đấy, lên được cúp vàng này. Úi giời, cúp vàng rồi phải không? Cúp vàng này có vẻ là nhanh hơn dần rồi đấy. Ok, chúng ta lên được cái cúp tiếp theo là cần cúp kim cương là cần 10 tiền xu các bạn. 10 tiền xu. Ờ, cái này thì đào được mỗi lần là được đâu đó khoảng mấy chục thôi. Cúp vàng này cũng chưa gọi gọi là VIP lắm các bạn ạ, bình thường. Trời ơi, thanh niên này nhặt ké của mình ạ. Lão thật rồi, còn 6 tiền xu nữa. Còn 6 tiền xu nữa các bạn. Ôi, đào đồng nát đây. Người ta gọi cái này là sắt vụn là đồng nát đấy các bạn. Ở chỗ mình gọi là sắt vụn, còn bên có nơi khác gọi là đồng nát. Đấy, chúng ta sẽ đổi tiền xu này rồi, kim cương. Rất là nhanh các bạn này, rất là nhanh chóng luôn. Ui, thanh niên này đã nâng cấp được lên cúp vàng rồi cả. Dùng ké mình có khác nhanh thế nhờ. Ok. Rồi, cúp kim cương đào khá là nhanh phải không? Tiền xu này. Đấy, kim cương mà nó phải khác bọt ngay. Ui. Chúng ta sẽ cố gắng là giành 40 điểm để giành chiến thắng luôn. Chiến thắng luôn các bạn. Ui, cái gì đây? Túi gì đây? Túi giáp xích à? À, giáp xích để có thể là chống mấy cái thanh niên bắn súng các bạn, nhưng mà mình chắc là thôi chả cần đâu. Rồi, chúng ta lên được cúp ngọc lục bảo này. Cúp tiếp theo là cúp đá lam cần 20 à. Ồ, cũng vẫn chưa, nói chung là không có tiến triển lắm các bạn. Củ chuối này. Trời ơi, chuyên gia ăn hôi các bạn ơi. Láo lắm. Chuyên gia ăn hôi mình các bạn. Ôi, nó đôi không có làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu gối thôi. Lười dã man. Đây, chúng ta sẽ đào tiếp đi. Mình sẽ sang đây tự túc các bạn ơi. Không để cho thanh niên. Đấy, lại chạy sang đây các bạn. Cay thật. À, thứ gì đâu, không phải thứ hai, thứ bảy rồi. Cay thật sự các bạn. Toàn nhặt hôi mình thôi các bạn. Rồi ok, chúng ta lên được cúp đá lam này nào. Đừng có ra đây nha, đừng có ra đây nha. Rồi ra đây làm cờ hó nha. Láo thật, chả lẽ mình bây giờ mình lại đi nhặt cái hôi của các bạn đấy thì được. Nào. Trời, thấy các bạn thấy không? Láo thật sự các bạn ạ. À, luôn cái thứ gì đâu. Đấy, đây, không chịu đào. Nhưng mà chỉ dình là hôi của mình thôi. Quá là láo rồi, không còn gì để nói các bạn. Cạn lời rồi. Thôi thôi, mình đi sang đây, mình lại đi sang đây các bạn. Làm gì được. Trời ơi, đồng đội gì đâu mà toàn đi ăn cắp đồ của nhau thế này thì làm sao mà giàu được. Ok nha, chúng ta sẽ nâng cấp lên cúp tiếp theo đi. Cái gì trời ơi, cái gì rồi. Ok. Làm sao nào, mình cứ chế đồ đi. Kệ bạn đấy các bạn này, kệ bạn đấy. Nào xem nào, tài luôn chứ. Nhặt tết đồ của mình, cay thật sự. Ở đây chúng ta có gì đây, túi giáp kim cương à. Ok nhá, cúp đá quý tím. Ok, đá quý tím. Rồi, sang bên này đi bạn. Ui, cúp này bắt đầu đào nhanh hơn rồi đấy. Đào nhanh và nhiều hơn rồi bạn. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lên cúp tiếp theo đi. Ok, túi này túi... À đâu, túi giáp vàng các bạn.
túi cúp may mắn này. Uầy, thử mở túi cúp may mắn xem nào. Cúp Horat này. Uầy, cúp kim cương luôn này, hai cái cúp luôn cũng được các bạn. Hai cái cúp đào liên tục hai lần luôn. Cũng hợp lý đấy nhờ. Ok nha. Uầy, 20 tiền xu luôn. Rồi, chúng ta sẽ lại mở túi cúp tiếp các bạn. Mở ba cái túi cúp đi, có ba cái cúp có thể đào liên tục được. Rồi, ba cái cúp luôn. Đấy. Rồi, đào ra đây nhặt đi. Mình cho bạn đấy nhặt luôn. Ô đấy, lần này cho thì lại không thấy mặt mũi đâu. Thế có cay không chứ bạn? Thế có cay không? Đấy, ra đây nhặt đi. Đúng rồi, nhặt tiếp này. Nhặt tiếp này. Ôi, khoái liền các bạn ơi. Đồng đội tốt, thà mình tốt dã man luôn đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo đây, lên cúp đồng Horat đi. Ôi, đồng đội tốt. Rồi, chắc có lẽ rằng là tạm thời mình sẽ dừng không chế cúp nữa. Và bây giờ là chúng ta sẽ chế vũ khí rồi. Đấy, có ba cái cúp này là ok la rồi. Mỗi lần đào là, uầy, cúp ánh sáng. Đây là cúp ánh sáng à? Uầy, nâng cấp luôn. Cúp ánh sáng, có vẻ là xịn đấy. Uầy, cúp ánh sáng hay được các bạn ơi. Thôi mình lại nâng cấp cúp. Nó bị cuốn theo một vòng đấy các bạn. Mình không nâng cấp cúp là nó khó chịu lắm. Thế là thôi cứ nâng cấp cúp lại nhá. Đây chúng ta sẽ, uầy, cúp bóng tối. Xịn quá. Đấy, không nâng cấp thì lại còn cảm thấy có lỗi các bạn. Wow. Luôn đào càng ngày càng nhiều luôn ạ. Thôi chắc là nâng cấp thế này rồi bạn, không nâng cấp cúp nữa. Không nâng cấp cúp mình hứa đấy. Mình hứa bản thân là không nâng cấp cúp nữa. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp xem nào. Ở đây có, uầy, chảo sấm sét à. Gì đấy, uầy, đây có súng này. Súng level 6. Uầy, cần hai chảo cầu vồng. Rồi, thế chúng ta sẽ nâng cấp lên súng level 2. Rồi ok, chúng ta sẽ nâng cấp súng nữa nhá. Súng ở đây là một cái thứ gì đó nó rất xịn sò vào con bò. Nên là mình sẽ nâng cấp súng này, sau đó nâng cấp hai cái chảo cầu vồng thì mới nâng cấp lên cái súng VIP. Thì tính ra là cái súng vẫn là một cái thứ gì đó xịn sò các bạn. Rồi ok, 100 tiền xu. Vẫn là một cái thứ gì đó xịn sò mà chúng ta không thể nào mà bỏ nó được. Đấy, rồi nhá. Chắc là đủ rồi. Về chế. Ok. 40 tiền này, chúng ta sẽ nâng cấp lên cái súng level 4 này. Level 5 cần 200 tiền. Level 6. Ui, level 7 chảo sấm sét. Ghê đấy các bạn ạ. Chắc là cái vũ khí cuối cùng chắc là ghê gớm lắm đấy. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Ok, 200 phải không? 200. Úi dồi, ông này đã thanh niên này đã nâng cấp được cái gì rồi. Ở đây chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên. Không biết là có túi súng không nhỉ? Đây chỉ có cúp may mắn thôi các bạn, chỉ có túi cúp thôi. Một ngay các bạn. Ôi đất ơi. Rồi bây giờ là được 60 rồi phải không? Hình như là còn thiếu các bạn, còn thiếu đâu đó khoảng 20 nữa. 20 cái tiền xu nữa các bạn. 20 tiền xu đây, đào một lần này nữa là được. Map này rộng lắm, nên là thao hồ mà mình chế tạo đồ VIP. Nguyên liệu thì không thiếu rồi. Ngoài nó gà mái luôn. Ok nhá, 60 tiền xu này. Rồi chúng ta lên được súng level 5. Level 6 là chúng ta sẽ cần hai chảo bóng tối và hai chảo cầu vồng. Thì bây giờ là cần bốn loại chảo phải không? Được. Thế thì mình sẽ nhặt. Giờ sẽ nhặt full dương đồ rồi nha. Cầm khẩu súng trên tay đã. Cho ăn chắc các bạn. Ui, trời ơi, chưa gì súng nó VIP như thế này. Ui, súng level 5 đã VIP như... À đâu, level 4 chứ. À level 5 đã VIP như thế này rồi thì không biết là cái súng kia nó như thế nào. Chắc nó phải bắn một cái là tan luôn cái map này mất. Thế này láo thật. Rồi, ok, thôi sang bên này đi. Nhặt bên này vẫn còn dư đầy này. Rồi nha, bây giờ là mình sẽ chế tạo đi. 140 rồi. Ok, hai cái chảo phải không? Đâu nhở? Tổng cộng là mình sẽ phải cần đâu đó khoảng hai cái chảo là bốn cái chảo ạ. Ui, bốn cái chảo rồi. Ok, cứ chế bốn cái liên tiếp đi. Chảo sắt này, chảo vàng này, bốn chảo kim cương này, bốn cái chảo lục bảo này. Ui, sao lại lòi ra mất đi một cái chảo rồi? Ủa, mất dần rồi. Ui, à đây, thiếu coi các bạn. Thiếu xu. Đây, chúng ta đào tiếp đi. Ai à, thanh niên này. Ui, thanh niên này nâng cấp cúp VIP các bạn. Trời ơi, thanh niên củ chuối nâng cấp cúp VIP ạ. Thế lại được quá nhờ. Mình thì mình lười nâng cấp cúp. Thế nâng cấp này lên cúp cầu vòng rồi. Rồi, tiền xu này. Lên chảo đá lam này. Rồi, bây giờ chảo ruby các bạn. Đào tiếp. Đào tiếp các bạn ơi. Vẫn chưa đủ nguyên liệu đâu. Bao giờ lên được chảo cầu vồng và chảo bóng tối đi. Ôi chết rồi, team bên kia tự nhiên còn mỗi một thanh niên thế này thì chơi bài cái gì. Chưa chế được đồ VIP cơ mà. Rồi, chảo ruby này. Tiếp đến là chảo Horat. Ui, chảo bóng tối rồi. Cần nhiều thế. Trời ơi, đất ơi. Ui, chảo bóng tối, chảo cầu vồng nữa ạ.
dã man thật. Không, tôi nào xem cái chảo ruby này. Cái chảo ruby này sát thương bao nhiêu đấy? 50 đam. Chảo này thì dùng để cận chiến các bạn. Đồng nát đấy. Cho sắt vụn để có thể làm được thêm xem nào. Hai cái chảo đây là hai chảo cầu vồng nữa. Đó, hai chảo cầu vồng nữa là bây giờ chúng ta đã đủ để có thể lên được súng level 6 rồi. Ui, súng level 6 các bạn, còn súng level 7 là cần cái gì đấy? Chảo sấm sét à? Ui, chảo sấm sét này thì wow. Ui, chảo sấm sét này cần nhiều thế. Thôi, chắc là mình sẽ không chế tạo cái chảo sấm sét đâu các bạn. Ui, thôi chế tạo chảo cái súng này. Xem nào. Ái già, cái súng này nói chung là súng này vẫn thế này. Chắc là chỉ tăng sát thương cái skin đam. Tăng sát thương các bạn 100% luôn này. Ok nha, bây giờ mình sẽ mua túi giáp xích thôi. Chắc là tham gia cái cuộc chiến thôi chứ không bây giờ là để team bên kia làm loạn quá rồi. Ok, mặc áo giáp xích vào. Chúng ta chuẩn bị tham gia cái cuộc chiến nào. Bây giờ tăng sát thương tầm xa này, giảm sát thương tầm xa này. Ok, hồi máu này. Rồi. Mình sẽ mặc món đồ ăn vào đã, sau đó thì mặc đồ rồi thì bây giờ chiến thôi. Ui. Ghê vậy, bạn kia chế được cái gì vậy? Chắc là chảo à, chắc là cầm chảo đi chiến đấu à. Ok, mình sẽ giành 40 điểm luôn các bạn ơi. Rồi, giành 40 điểm luôn nhá. Rồi, sống lên chiến đấu các bạn ơi. Thanh niên cầm cái gì đấy? À, thanh niên cầm cái cúp các bạn ạ. Ui. Ái da. Cúp với chúng tôi à? Thanh niên cầm cái cúp gì xin vậy? Rồi, đây mình sẽ sử dụng cái nào bắn đi. Bắn đi. Ấy già, trời ơi, cúp cũng mạnh đấy. Thanh niên team mình có cái cúp mạnh thật. Rồi. Nào. Úi giời ơi, cái súng mới level mấy. Rồi, chiến đấu ạ. Rồi còn một team nữa. Còn một bạn ở team bên này nữa mà. Láo này đâu ạ? Chạy đi đâu, làm ngay 10 điểm liền. Hình như là thanh niên kia chế được cái cúp xem nào, cúp sấm sét các bạn ạ. Cúp sấm sét. Bảo sao mạnh thế? Cúp sấm sét với chúng tôi này. Đâu xem nào. Bây giờ là chúng ta có bề chế đến cúp tình yêu mới nâng cấp được sấm sét các bạn. Ê, thôi chắc là mình nâng cấp một cái súng này đây. À, nâng cấp cái súng này đã khổ lắm rồi các bạn ạ. Đâu rồi xem nào. Team này hết chống cự rồi. Hết khả năng chống cự rồi. Đó, rồi đâu, ngon ra đây. Ồ, tính ra là ở đây là cái súng là cái VIP nhất các bạn ạ. Cho dù là mình chế tạo nên cái xẻng VIP nhất cái chảo VIP nhất đi chăng nữa thì mình vẫn phải nâng cấp lên cái súng. Đấy, thế nên cái súng là cái xịn sò nhất ở đây. Ồ, được rồi nào. Sao? Chết queo liền các bạn. Trời ơi, team này xem nào. Ô, team này có mỗi một người ạ. Chứ bấy gì. Thôi, bạn này chắc là bạn này khỏi chống cự rồi. Bắn này. Ui. Các bạn biết vì sao châu bò không? Bởi vì là 200 máu. Đấy, thế nên đâm ra là cái súng này nó sát thương cũng rất là yếu. Bạn này mặc thêm áo giáp giáp xích nữa thì mình cũng chịu rồi. Chắc chắn là mặc thêm áo giáp xích thì mới châu bò như vậy. Rồi, đâu xem nào. Châu bò này. Đấy, giáp xích là... Đâu xem nào. Thử cầm cái cúp này chiến đấu nào. Cầm cái cúp này chiến thử nào. Ngon rồi đấy. Ôi. Ừ, cúp cũng mạnh các bạn. Bởi vì là bạn này mặc áo giáp xích nên yếu mà. Rồi, mình thử nâng cấp được cái chảo nhá. Chúng ta sẽ nâng cấp được cái chảo. Hiện tại mình vẫn đang dư đâu đó khoảng mấy chục xu. Chảo nào, lục bảo này. Đá lam này. Ok, cầm chảo đá lam đi, gõ vào đầu. Rồi. Gõ vào đầu. Đấy, mạnh ghê đấy các bạn, đừng có đùa. Thanh niên này là mặc áo giáp xích mà. Rồi, chúng ta được 20 điểm rồi. Nói chung là cuộc chiến này chắc chắn là mình sẽ chiến thắng rồi. Bởi vì thanh niên này còn không có khả năng chống cự này làm ăn cái gì. Bạn thấy không? Ủa. Wow luôn, thôi tha đi. Bạn này đang chế tạo gì đây? Chế tạo cái súng, mình muốn rằng là chế tạo cái súng gọi là VIP nhất đi. Khó lắm các bạn ạ, bây giờ cần chảo súng xét. Cái này phải hai người kết hợp lại mới chế tạo được nhanh. Chứ không là cái thời gian mình chơi cái này rất là khó. Ủa. Chảo sấm sét này cần hai chảo cầu vồng, lại hai chảo bóng tối, thêm một chảo tình yêu nữa bạn. Mà chảo tình yêu lại cần hai chảo ánh sáng. Nói chung là nó cần quá là nhiều chảo và quá là nhiều xu các bạn. Thôi thế nên là mình chịu thôi. Chắc là mình dừng lại ở cái súng gọi là VIP thứ nhì thôi. Đấy, còn cái cúp thì tạm dùng. Đâu rồi. À, thanh niên này chắc chế tạo được cái súng level 5 rồi phải không? Mình biết ngay mà. Súng level 5 sao bằng cái súng này được. Thanh niên team kia đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Chết queo rồi à? Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn bên dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.